Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Naha Vlog. Mình là Nhã đây mọi người. Hiện tại bây giờ Hăng đang nấu đồ ăn cho mình ở trong bếp luôn mọi người. Thì ba mình này đang ở trong phòng với Kudo ở trong á. Thì hôm nay mình lại có một cái màn chon để mình chon Hăng với lại chon ba mình luôn nha mọi người. Bữa nay mình sẽ chơi cái chiêu gọi là ném đá giấu tay nha. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Mình sẽ chọc ba mình. Chơi cái này là gọi là chơi lớn luôn nha mọi người. Đó giờ mình chưa bao giờ nói với ba mình cái này luôn, chưa bao giờ chọc về cái chuyện này nha mọi người. Bữa nay mình sẽ thử chọc ba mình về cái vấn đề này, thử xem ba mình phản ứng như thế nào khi mà nghe cái tin mà động trời động đất này nha mọi người. Với lại Hăng nữa, Hăng thì đang làm đồ ăn ở trong á, cho nên là chắc lâu ra lắm mọi người. Để một hồi mình chọc ba mình xong rồi hỏi, ví dụ Hăng có ra là mình chuồn liền nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ kêu ba mình ra. Rồi mình nói chung là mình chọc ba mình coi cái phản ứng của ba mình, mọi người muốn biết như thế nào thì từ từ nha mọi người. Mình coi cái phản ứng của ba mình thử xem coi nó gọi là có bùng nổ không nha mọi người. Ok, mình cũng đang mọi người thắc mắc sao mình cũng đang thắc mắc y hệt vậy đó. Thì để mình kêu ba mình ra đi, mọi người biết mình chơi như thế nào nha. Ok, bây giờ ok mọi người, bây giờ mình sẽ kêu ba mình ra rồi mình chuyện quan trọng trên cuộc đời luôn. Trời, người đi con nói luôn. Bây giờ lỡ có một chuyện quan trọng xảy ra thì nói chung là xử lý sao giờ con không biết luôn nè. Mà chuyện gì quan trọng? Chuyện gì trời? Làm gì trời, con sống bình thường nha, có gì đâu mà chuyện quan trọng. Hai chuyện của con với Hán. Là gì? Chuyện của con với Hán. Con Hán làm sao? Khó nói quá trời quá. Trời ơi, gì khó nói. Hai đứa sống với nhau cả năm mấy nay rồi. Có nói có gì nói ba nghe, ai ba giải quyết cho gì cái gọi là năm mấy rồi bây giờ mới khó nói nè. Nói lại đi, nhà của hai cha con rồi là có nói, có ba mà có nói. Con không biết sao giờ nói chuyện với gia đình của anh đó. Chuyện gì vậy? Thằng có bầu rồi, trời sao mà lấy có bầu gì vậy? Làm sùm má cưới con người ta cho mình lấy cái bầu trời. Trời, làm gì sao mà ba nói chuyện được với ba mẹ đây hả? Rồi giờ lỡ rồi sao vợ? Có bầu rồi vợ biết sao? Mày tính sao? Mày tính sao? Mày tính thằng con đi, con rối quá, không biết luôn á. Hả? Con tính đi mà ba thấy con như sao vợ? Ba cho là phải tốt nha, tính cho là mày nghe biết con nha. Ừ. Giờ kêu phá đi. Ẩu rồi đó bà. Chà mày phá. Yên hay gì? Chuyện con tự nhiên phá là gì? Một sinh mạng người đó con là con. Sao con có nói giờ không nghe ba. Rồi giờ bỏ đi, không có tiền bỏ được. Với lại sao nói chuyện được với ba mẹ anh vợ? Phải cưới. Cưới gì? Cưới con không cưới đâu. Không cưới hả? Mà không có phá đâu, không có phá đâu. Chứ giờ ba tính sao? Giờ ba tính cho con muốn biết được luôn á. Cứ nội luôn rồi. Ba tính vậy, một á, giờ có bầu phải không? Một á, là mới đây phải không? Chưa gì phải không? Mới đây. À, mới đây, cái bầu thai nó chưa còn nhỏ xíu không sao. Giờ bỏ được đúng không? Chứ chào giờ bỏ không? Để chúng tôi nghe ba nói chuyện nè. Ba nói nhỏ quá. Gì? Còn nhỏ nè. Cái mà mới còn nhỏ nè, giờ kêu ba mẹ ăn ở đây. Rồi ba lựa ngày là tháng tốt rồi tổ chức. Chứ sao trời? Hả? Ai cưới gắt chứ có bầu sao mà để dài được mà cưới làm chi á? Hả? Cưới làm chi? Là có vợ chồng mà ở có con không biết thầy bây làm cho người ta cười tao hả? Hả? Cười gì đâu cười. Ừ bây giờ con thái có bầu được mới có chuyện chứ. Cái chuyện này chỉ có con với ba với Hằng biết thôi. Bỏ đi rồi bây giờ không ai biết hết á. Được làm gì thách thức quá không được. Sao không biết, có ai biết đâu mà hết á. Lắm con ơi, không biết cái gì là cái lương tâm mình không có được. Dù gì cũng nhọc má của con cháu của ba nào không có làm gì được con ơi. Bây tao tưởng bây bàn tính cái gì cho nó dễ nghe, tự nhiên bỏ.
bỏ là các bạn phản đấu đó, thì nó không còn bỏ nha. Con gối nồi thì con không biết làm sao luôn á, không có bỏ. Bây giờ bà tính vậy nè, bây giờ lỡ rồi, hai đứa lỡ vậy rồi, ba mà con hai con dâu con nhà rồi, bây giờ vậy thôi, giờ mà anh chị xuống đây để bà bàn bạc rồi tổ chức đám cưới đi. Nhưng mà con với Hăng là dự định là tới 25 tuổi mới cưới. Biết chứ giờ. Bây giờ sao mà cưới được? Bây giờ tôi bay ra đâu nổi vậy, còn không cưới thì lại làm cưới đó. Từ tiền đâu cưới. Bây giờ từ họ không làm cưới lớn, làm cưới nhỏ. Mà không có tiền thì làm đám cưới nhỏ luôn. Ba cho con mượn tiền làm đi. Đi mượn nợ là đám cưới. Mượn nợ ai bây giờ, ai cho mượn bây giờ chạy. Ba quen mà mượn, mà chút đỉnh là gọn thôi là tới sao giờ. Trời, tự nhiên hai đứa là coi. Bây giờ về con tính gì được không nè? Một á, là giờ ba mượn cho con cỡ 100 triệu đi. Con làm cái đám cưới. Rồi ví dụ lỗ ấy, lỗ cái lời gì đó thì con trả lại. Hai là bỏ đi. Không, không có bỏ. Ta là mắc nợ, không có là mượn nợ làm cưới cho con, không có bỏ. Bây giờ bầu bì rồi sao làm ăn gì được. Thôi vậy đừng gần gũi gì chứ, bây giờ mày nói vậy. Ta nói rồi nó bỏ nha, biết cách cũng bỏ nè. Bỏ rồi tập tầng tụi bay luôn á. Bỏ rồi tập tầng tụi bay luôn á. Bỏ đi, tập tầng tụi bay luôn đó. Nhà mình đã đã nói rồi vậy. Nó nói rồi đó. Mà để lại đó. Rồi ba tính vậy đó rồi không có bỏ gì hết. Mất quá thì mời đẹp, mời đẹp. Cái đó thì đừng có làm vậy, làm cái thất đức lắm. Thất đức chịu thấy bình thường, giờ có mình con với ba không biết à. Bây giờ ba cho con mình biết giờ. Nhưng mà lương tâm ba không cho phép. Sao kỳ vậy, bình thường, anh thấy bình thường á. Gì mà con cháu mà con cháu gì mà chưa có thành hình nữa, bỏ đi. Thành hình gì? Bỏ đi, bỏ đi. Không có bỏ nó nha, mà nó gầu nữa nha. Hồi hồi con đi mua hút cho nó, nó bỏ luôn. Tập chất bây giờ đó nghe chưa? Uống giờ là người ta bỏ luôn đi. Nói chuyện dễ nghe quá. Chứ giờ bầu bì con cái lão đầu gì thì bỏ. Ai đâu biết, có ai biết đâu chứ. Con nói gì mà mày nói được, được chưa? Nghĩ sao mà mày nói gì được. Cũng nhiều những giọt máu rồi, cũng giọt máu rồi, hồng yến rồi, mày làm gì cô đó hả? Đó nó gầu đó nha. Để lại đó, rồi lấy không tương lai không kudo đó, lấy nó quậy cỡ nào. Bây giờ con mà có con một cái nó quậy thì con làm ăn gì được. Con một tương lai sau này nữa là chưa. Tương lai là gì, chỉ có 1 năm 2 năm sanh đẻ rồi ba mau phụ tiếp rồi, ba chăm lo tiếp cho. Bây giờ ví dụ có đẻ thì ba lo hết hay gì? Không lấy ba lo hết, rồi ba còn công chuyện làm thì ba lo thì thằng thôi, vật chất thì tụi con gầy dựng lo, phụ ba ba lo giữ con cháu thôi. Nha, ta tính vậy là dễ nhất đó. Gán gồng đi rồi. Giờ cũng thứ nhất là tóm tắt là tổ chức đám cưới nè, tổ chức đám cưới người ta nè, nó để như ba mẹ thằng coi đình như thế nào hả? Hả? Nói về mình là mày nói là chi sao? Bình thường á, không gì hết. Bây nó hay quá. Rồi mai mốt mà là sao gặp mặt anh là bạn hay sao ba nói chuyện được hả? À giờ sao cũng dám mà điện ba mẹ thằng nói là thằng có bầu? Sao dám điện nói vậy được? Ba nói luôn hả? Ừ. Trời chứ sao vậy? Ba người lớn. Ba nói làm sao vậy? Ba chỉ cách ba nói thử không thử coi được không đó chứ. Ba nói thử luôn cái này sao? Thì ba kêu mà anh chị lên nhà, tới nhà mình nè. Rồi sao rồi ba nói tụi nó thương nhau thì nó lỡ vậy rồi tôi tính tổ chức làm cưới hai đứa nó, anh thấy sao? Thì có ảnh trả lời sao? Thôi nhiều khi tao không chịu nữa. Anh thôi cái người ta mà làm gì? Ba gì nói gì gạo lỡ đó mình cơm không chịu, không chịu à. Trời ơi, chết luôn. Trời ơi, gạo đó mình cơm rồi, cái gì đó không chịu. Đó. Mà thấy ba mẹ cũng dễ mà con, người ta cũng sống cũng tình nghĩa lắm mà con đừng nói vậy. Mày kệ đi, có gì ba nói cho. Ngủ dậy lấy chưa đòn. Ngủ dậy lấy chưa đòn. Tao biết là cái gì. Thì con làm 3 triệu hả? Thì chứ sao giờ thì tụi con thì ba phải người lớn phải đứng ra thì sao? Giờ gối nồi chơi người con giờ cũng tính vậy là gọn đó. Có tính gì vậy? Con hồi mai con dắt vô bệnh viện là rẹt rẹt xong. À, đó hồi đó nghe cho. Không tính vậy mà làm cái mà chặt mà ý tao bỏ nhà đi vô mày làm đi à. Ừ bỏ nhà mày đi. Chứ sao luôn thì chứ. Nè cửa ba lớn tuổi thì cũng có cháu có con rồi cho hủy nhà vô vô đây là vậy á. Từ tuổi này trong cháu nội cháu ngoại. Đối nào có con có cháu có mừng hết mà bây giờ có suy nghĩ gì không có được bà gặp. Giờ ba tính lại kỹ làm nó cho con đi giờ giờ. Rốt cuộc là giờ làm sao nè, tính cho con đi chứ giờ như đám cưới con không có tiền rồi đó.
không có tiền, ba chạy cọc ba mượn tổ chức đám đám cưới được của nó đấy. Dọn thôi đó, ba nói vậy là quyết định thôi, ý bài nha, không nó tới lùi đó con. Dạ sao mà lại ai vô ăn nè? Ờ nãy đi con, đi con mua đồ đấy. Nói đó như là ba nghe con đi, con tính ký con đi. Nói đi con mua đồ con không có được đâu đó, ba nó gầu đó. Linh nói xin chào cả nhà. Chị trời đất ơi, chị chờ con nãy giờ nè. Nó làm gì mà lâu dữ vậy? Nói chị ba ở ngoài rồi. Ủa đi đâu lẹ với trời. Nó mất tiêu luôn rồi trời. Ăn quá rồi. Ba vô ăn không vậy? Chút xíu đi. Ba nói chuyện con chút coi. Dạ, chuyện con nói rồi con tính sao? Ủa? Dạ. Gì vậy? Chuyện con với Nhã rồi con tính sao? Con tính gì ba? Rồi hai đứa bay vậy đó. Vậy đó là sao á? Nhỏ này sắp á, chậm hiểu à. Nhỏ gì ta? Hai đứa trời ơi, khó nói nó chết luôn rồi, người ta nói hoài. Nó không bài bạc gì hả? Con gì không bài bạc gì chân hả? Ông chưa bàn với con đó. Ông chưa nói gì luôn, ông nói gì á, ông nói gì ba? Trời ơi ba. Thì nó lại có màn đó. Thì ba tính là vậy nè. Mang cái gì vậy ba? Mang cái gì vậy ba? Không, không. Ba vừa tính vậy nè, kêu con ngày mai con kêu ba mẹ con lên đây đi. Rồi ba bàn tính ngày là tháng tốt rồi tổ chức đám cưới cho đứa con. Rồi ba bàn tính ngày là tháng tốt rồi tổ chức đám cưới cho đứa con. Chưa vậy? Chưa, con với mẹ chưa, bây giờ chưa muốn đám cưới. Bây giờ... Nãy đó ba bàn với ba nói. Nói chung là nó bị có bầu rồi đó. Con có bầu? Ừ. Nó bị có bầu rồi đó, nó tự má nó không con kìa. Ai nói vậy? Thì Nhã nói chơi vậy. Ông Nhã phải không? Ừ. Ủa con có bầu nè, chị sẽ không biết luôn á. Ủa con có bầu nè, chị sẽ không biết luôn á. Thì nó đóng với bà, bây giờ nó tự má bỏ tao la, nó giờ nó kìa. Nó mới ra ngoài rồi kìa. Ủa sao con có bầu nè, sao con không biết gì chứ trời? Ai biết nó nói vậy là tao sợ rồi, đây giờ phải tổ chức đám cưới liền. Hai đứa tổ chức đám cưới liền. Không, con chưa có bầu luôn. Con chưa có bầu luôn. Vậy sao nó phải có bầu? Rồi, cái ông này thế nào? Bởi vì tao sợ, giờ tao lo. Ông cũng ấy ba nữa rồi này, chứ không có... Tao lo sợ, kêu anh chị lên đi rồi ba nửa ngày. Ê, ba đợi đi một lát, ổng về, ba hỏi ổng cho ra lẽ. Trời ơi, khùng mấy gì. Cuối cùng rồi có không? Không có, chứ không có. Thì cô Trần nó cho hai con lần nữa đó. Rồi, nữa rồi chứ đâu. Trời chết, tối rồi ngày, đi hoài vậy trời. Đi khùng hay gì đấy, con gặp với ổng thử coi. Làm mà hết hồn cũng chơi vậy đó. Trời ơi, không bắt máy luôn rồi, đi luôn cái gì vậy trời? Cho anh ba cái gì tụi lao vậy trời? Về đây biết tên. Về đây. Đi luôn đi, về đây. Xấu ngại chứ, cũng kho chết mẹ mày rồi con. Ủa có gì đâu? Sao vậy? Có gì bình thường mà. Ê! Ê! Tào lao nha! Em! Đừng có khơi khơi nha! Mở cửa! Điên cái gì trời!
không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Không có đủ trí thức, không có đủ tài năng thì đừng đấu với chị. Nhìn gì quá. Chị ngu dữ trời. Bây giờ sao đây? Thì cảm ơn mọi người xem video của mình nãy giờ. Mọi người, mọi người thấy cái màn hư lòng này như thế nào mọi người? Ba mình thì phản ứng vậy đó. Thì mọi người có cảm nghĩ như thế nào về cái phản ứng của ba mình? Như lại Hăng, mọi người Hăng thì không biết gì chân ra ngơ ngơ ngáo. Nói chung là do là mình, hai đứa mình có cái gọi là mục đích, có mục tiêu, có dự định sẵn trong đầu hết rồi. Tương lai thì hai đứa mình đã dự định hết rồi, cho nên là cái chuyện làm đám cưới đối với hai đứa mình thì nó sẽ đến vào đúng lúc, chứ nó không có đến sớm như giờ nha mọi người. Ví dụ như mà hai đứa mình nếu có con á thì cũng sẽ để có xong rồi là đẻ con ra cho nó lớn rồi mới cưới. Tại vì bữa mình cũng có nói rồi, cũng chia sẻ mọi người trên clip rồi đó, là hay mình muốn là chụp hình cưới chung với con mình nữa. Cho nên là cái đó là ý kiến của Hăng luôn nha mọi người, chứ không phải là riêng một mình, cho nên là sẽ thực hiện theo ý kiến của Hăng. Cho nên bây giờ chưa có cưới. Gia đình hai bên thì cũng, ôi bộ hông này thấy ngủ ngoài mình rồi, ngủ chung hay gì á. Thì bây giờ mình không biết là cuộc đời tối nay mình đi về đâu nữa mọi người. Cảm ơn mọi người xem hết video nha. Nếu mọi người thấy cái phản ứng của ba mình thú vị thì để lại cho mình một like và đăng ký kênh đi, làm nhiều clip cho anh đi, cho anh ba mình với Hăng nhiều hơn nha mọi người. Còn giờ chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.